Các bạn đi học, tôi là Trần Thực Bình. Năm nay tôi 29 tuổi. Chiều cao 1m63, cân nặng 60 cân. Ở quê tôi ở Nghệ An. Tôi tình trạng tôi đã kết hôn, có hai con. Và tôi mong muốn ông chủ tạo điều kiện cho tôi sang Đài Loan để làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sí, lo van.